Tam Thái Tử, chuyên gia về nước tương. Đến với chương trình bảy nụ cười sáng. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Mỗi đêm thứ hai chúng ta lại gặp nhau cùng các nghệ sĩ của chúng tôi vượt qua nhiều trò chơi mà quý vị có thêm nhiều tiếng cười, đó là hạnh phúc của những người làm chương trình. Còn ngày hôm nay cũng như thường lệ, chúng tôi xin giới thiệu những gương mặt không thể thiếu của chương trình bảy nụ cười xuân. Xin giới thiệu Ninh Dương Lan Ngọc. Wow. Chúng ta chào đón Lê Hụt Thụy Ngân. Và nhan sắc chưa bao giờ là phai mờ Lâm Vĩ Dạ. Vỗ tay đồng nhiệt chào đón Trường Thế Bên. Người đàn ông lý tưởng cho mọi cô gái, Tiến Luật. Ủa là gì vậy? Là gì vậy? Là gì không hiểu? Không hiểu, không hiểu lắm. Và vấp á. Mỗi người một màu sắc, cũng giống như là mỗi người một tính cách, là mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị. Và chúng tôi cũng không quên mời tới đây một nghệ sĩ đẹp trai, cao to. Có mắt cười không ạ? À? Rất dễ thương. Chúng ta chào đón Thuận Nguyễn. Chào quý vị khán giả cũng như là chào các anh chị nghệ sĩ. Ngày hôm nay thì Thuận cũng rất là vui khi lần thứ hai được quay lại chương trình. Em nhớ lần đầu tiên em tham gia là mùa đầu tiên luôn á. Xin mời một nhân viên mới, trưởng phi công Thuận Nguyễn. Tội nghiệp nhỏ, lâu lâu chơi bị ân hiếp quá. Đến bây giờ mới có cơ hội quay lại với chương trình. Không, lâu lắm rồi, 6 năm. Dạ đúng rồi. Wow. Trời, 6 năm rồi gặp em không thay đổi gì cả, trong khi tụi anh thay đổi quá trời. Thay đổi gì ạ? Dạ hơn một chút. Ngày nay em trẻ đến với tâm thế như thế nào? Thật sự thì trước mắt thì em cũng xin cảm ơn ekip của bảy nụ cười xuân. Tại vì trong cái thời điểm đó, mọi người không mất đi coi kịch đó, người ta sẽ biết em với là cương vị là người mẫu, là một á vương. Nhưng mà khi mà sờ tên Thuận Nguyễn thì sẽ có trình mà mọi người xem nhiều nhất, đó chính là bảy nụ cười xuân. Cho nên là từ đó là mọi người biết em đến với diễn viên nhiều hơn. Ngày hôm nay thì em đến đây với tâm trí là thoải mái và chơi cùng mọi người thôi. Hy vọng là anh em chúng ta sẽ mang lại những cái khoảnh khắc thật là vui, thật là thú vị cho quý vị khán giả. Đồng ý. Nhìn cái màu lịch sự đi trời. Em ơi, em nhỏ tuổi hơn Ngân với lại Ngọc hả? Đâu. Ủa sao anh Luật anh hay thích đụng chạm đến tuổi tác chị em? Đúng rồi, Thuận Nguyễn chắc là 95, 96 gì chứ. Em 92, em 92. Em 92 mà em vẫn nhỏ hơn Lan Ngọc. Nếu như đã kêu chị Ngọc, chị Ngân thì phải kêu là cô Dạ nha. Gì vậy anh, em lớn bé nó có mấy tuổi chứ mấy? Em 8 mấy? 89. Thôi 3 tuổi à, lớn hơn 3 tuổi à. Ủa chị có 89 thôi hả? Chị có 89 thôi hả? Ngọc đừng nói. Em sao quá. Xin lỗi chị dạ. Em nhỏ hơn tôi có 1 tuổi thôi đó Ngọc. Không mà Ngân trẻ mà, Ngân rất là trẻ luôn á. Ngân trẻ. Trẻ nhiều so với tuổi 95 đúng không? Đúng rồi. So với tuổi 95. Hả? Trời ơi, khen ngại dữ. Đâu em biết em 92 đâu. Đâu em biết em 92 đâu. Trời ơi, 92 nữa. 91 luôn. Wow, vậy là Ngân trẻ đúng rồi. 89,
90, 91 nè. À, nhỏ nhất ở đây nha. Yeah. Thôi thì cái tuổi bỏ qua đi, cái tuổi không quan trọng ở đây nữa. Chơi là chơi thôi. Đúng rồi, bên đây chơi là không có coi quan trọng tuổi tác, cho nên là mấy gì mấy cậu rồi không có nể đâu nghe nói chưa. Toàn thể anh em chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Chào mừng quý vị đến với chương trình 7 Nụ Cười Show. Anh nhìn lớn rồi anh Lục à. Trời đó nhìn ghê quá Lâm Cơ. Bé Ngân nói nhìn đội bên đó lơm cơm quá. Cái gì hả? Lơm cơm. Anh nhìn đi, mùa này anh sao á, mọi người được màu áo rất đẹp, còn anh mà áo nhạt nhòa mà nó kiểu nó tái tái. Lơm cơm. Màu xanh ngọc là màu rất là đẹp chứ. Màu đẹp như vậy con bé. Nhưng mà lên cái da của anh là xanh ngọc, nó lên da trắng rồi đẹp. Ai cũng mặc đàng hoàng, em còn ở đây em coi nhường người ta. Em coi nhường người ta. Chị Ngọc stylist cho em á. Nữa lại là chị Ngọc. Nếu nó đẹp thì sao Ngọc không làm mà phải làm cho em? Có nghĩa là nó xấu nó đi ngược với mọi người. Em coi Ngọc kìa, áo đẹp, quần đẹp, nhưng coi đâu vậy? Có vô hay không? Vô. Giống như là đang đi chạy bộ rồi vô là quay chương trình vậy. Ủa còn mấy Ngân sao mang bốt vậy ta? Ổn đi. Ủa? Ủa? Em đi ổn. Ủa cái này là em mới đi quét tuyết về. Không phải, mùa thì mùa nước nổi mà. Đi bắt cá linh hả? Đi bắt cá linh hả? Chị Ngọc nói là nên mang bốt đi tại chương trình rồi chơi nước nhiều lắm. Đúng rồi. Lại là chị Ngọc suối em mang bốt. Ủa chị Ngọc nói vậy em cũng làm hả? Rồi được rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Xin mời ra sau bàn. Ô, mới vô rồi, có ăn rồi. Thôi về chị Ngọc, mới mẻ đúng không? Đội. Mới nha, cái này là chia đội mới mẻ hả? Chia đội, chúng ta sẽ có mỗi người một chiếc vòng, xin mời hãy chọn. Tèn 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 tèn, đó. Rồi, cái vòng luôn là dễ nhất rồi, luôn. Rồi, những cái đầu tiên. Dạ, vòng luôn dễ ba. Cái này có ai? Vinh, Vinh qua đây nào. Rồi, em qua đó. Rồi, đỡ qua. Anh qua bên đây, anh qua bên đây nè. Anh qua kế bên em. Khoan cho chị qua trước. À, cái đó của chị Dạ. Sẵn sàng chưa? Trời ơi, rồi, xong rồi. Là đứa là một đội rồi hả? Trời ơi. Sẵn sàng chưa? Chưa mà. Cùng nhau thì về với nhau. Heo. Hay quá. Ba đứa mình. Qua quán kia. Qua đây heo ơi. Ở cái mấy con gà quá kia. Tên cho đội mình, xin mời. Heo. Thôi đặt vậy mới ô, thua rồi mấy con heo. Kỳ lắm. Thua rồi mấy con heo thì nghe nó cũng nặng đó ha. Nhưng mà đúng mà chưa nặng bằng, ví dụ bên đây thua mấy con gà ta. Rồi em rõ. Cái gì? Mày. Nghệ sĩ, người nghệ sĩ, người ta nói chữ nó rời rạc chút xíu. Bên đó là dùng cái tiếng kêu của gà, tôi đã dùng cái tiếng kêu của heo. Em xin nói thì sao? À, đội chiến thắng là đội được đâu. Đội mình xếp tên là gì? Nó sang trọng một tí. Sang trọng. Ví dụ như là gia cầm, phải không? Giờ đội gia súc hả? Rồi bây giờ đặt cái là dính luôn rồi nha. Muối tiêu chanh. À, gà cái muối tiêu chanh hả? Tiêu chanh. Rồi muối tiêu chanh. Muối tiêu chanh. Nước mắm gừng. Rồi muối tiêu chanh và nước mắm gừng. Thưa quý vị, ngay sau đây là trò chơi đầu tiên. Quý vị đang quay trở lại với chương trình 7 Nụ Cười Show. Thưa quý vị thân mến, đây là trò chơi đầu tiên và chúng ta sẽ có một trò chơi rất dễ thương. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo những nghệ sĩ nào vừa rồi có thời gian nghỉ ngơi mình ăn bún riêu hay là bún mắm rồi thì mình xin phép mình loại ra khỏi trò chơi chứ để ảnh hưởng tới những người bên cạnh. Ủa sao vậy? Hồi nãy Tuyên Ngân vừa mới chấm cuốn ăn mắm nêm. Mời ra phía sau ạ. Chúng ta sẽ có hai đội, mỗi đội có hai người. Người còn lại là dự bị, có thể thay bất kỳ lúc nào chúng ta muốn. Chúng ta chơi hai hiệp, mỗi hiệp sẽ 3 phút. Đội nào mang về nhiều bàn thắng vào lưới hơn, đội đó chiến thắng. Và chúng ta thi đấu bằng việc thổi trái bóng về phía đội đối phương. Đừng có nhường nha Thuận. Đừng có nhường mấy gì bên kia, không sao đâu. Và chúng ta nên nhớ, chúng ta thổi bằng hơi chứ không phải bằng nước. Nhưng mà trong lúc đó lẫn lộn với hai cái không kiểm soát được đúng không anh? Thì bên này phun. Đừng nói trước kiểu đó. Trời ơi sao không dữ vậy? Chưa gì chơi mà nếu lẫn lộn là sao?
xin mời bên kia ai chơi ạ? Tôi. Chị Ngọc. Tôi. Anh chết với chị Ngọc. Vô luôn đi cưng. Vô luôn. Ây da, ây da, ây da, ây da. Ây da trời, sao nó dướng quá vậy? Đáng ghê á. Thoải mái rồi. Mệt rồi nha em gái. Bảo vệ em mà cũng cười. Bảo vệ em à. Xin nhắc lại, chúng ta có 2 hiệp chơi, mỗi hiệp 3 phút. Sau 2 hiệp tổng kết lại đội nào mang về nhiều bóng vào khung thành đối phương hơn chiến thắng. Khoan khoan bạn, bóng đá trên sân chứ không phải là đá dưới đây mà sao đá dữ vậy bạn. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Dùng hơi không dùng nước. Dạ. 3 2 1 bắt đầu. Hay quá em ạ. Ủa ai người chơi không hả? Bắn vô. Hỏi cho miệng anh Lực chị dạ. Ủa chị Ngọc. Phụ lên banh. Ê từ 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 để em. Để em. Hết rồi, hết chạy rồi. Hết rồi, hết banh rồi. Để giữa, hết banh để giữa. 3, 2, 1. Thôi không. Thôi. Để đó tôi. Đúng rồi. Trời ơi, tốt Thuận ơi. Hai cái hàng bên kia ghê quá à. Sao đẩy cái bàn đi dữ vậy nè. Đừng có đẩy cái bàn. Rồi, bên đây. 2, 3, vô. Tôi muốn giữ bóng lại. Tôi muốn giữ bóng lại. Chị Ngọc, chơi tỷ chơi cuối cùng đi chị Ngọc. Tỷ chơi cuối cùng chị Ngọc. Anh đừng có ngậm cái nó dơ quá luật. Ngậm lắm. Dùng cơ cọ. Hay quá anh ơi. Hay quá luật ơi. Một không thể nổi. Anh lùa banh giống vậy. Bắt đầu. Rồi 3 phút khỏi hả? Đúng. Đúng. Không? Bắt đầu. Anh biết biến hoa rồi. Trời ơi. Thấy người đi. Người không? Không thay, tôi thổi tới chết. Xung quá đang xung kìa. Rồi. Mấy hiệp vậy? 3 phút à. 10, 9, 8, 7, chị Ngọc ra đi. 6, 5, 1, 3, 2, 1, hết hiệp 1. Tỷ số hiện tại là 4-0 nghiêng về đội Tiến Luật, Tùng Nguyễn. Rồi, tới em. Thuận ơi, Thuận ơi. Dạ. Em trẻ mà sao em đi sớm vậy Thuận? Anh muốn nhìn em thấy không? Anh em kiểu ghê. Đô đá anh hiệp à. Rồi, em vô. Hiện tại là người ta đang dẫn mình 4-0 lần nha, rất là khó nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Ủa, quá Ngọc ơi. Trời ơi, thấy không? Thấy mạnh chưa? Thổi cái lưỡi á Ngân, thổi cái lưỡi. Ừ.
Trời ơi, bằng ngọc kìa. Cái mỏ bằng ngọc. Ôi trời ơi, ngọc kìa. Cái mỏ bằng ngọc kìa. Ngọc kìa. Ôi trời ơi, ngọc kìa. Ôi trời ơi, ngọc cái miệng ghê quá con. Ê, cắm đâu, cắm đâu. Cắm à. Áo bắn tự luôn á Ngọc. Chị hỏi trước đi, mỗi lần giữa chị là dạ, hỏi trước. Hỏi trước. Hỏi trước. 6-3. Bây giờ hỏi trước nè. Dạ chị Ngọc rồi, chết Ngọc rồi. Trời ơi, ai chỉ Ngọc cái chiêu đó làm chi vậy trời thiệt á. Bốn ba luôn Ngọc, bốn ba luôn. Trời ơi, nó nguyên vô cái mỏ em luôn. Nó dính nước miếng vô cái này. Quên quá. 7-3. Ghê quá. Học rồi. Tàn nước miếng không rồi. Rồi chết chết. Rồi tiến lực Lâm Vy Dạ thổi giỏi hơn Lan Ngọc, thổi dở quá. Tám một em là thổi dở nhất. Đúng rồi á. Thổi mạnh mẽ lên, thổi nhiệt tình vô. Mệt lắm á. Hay quá. Quay đây. Banh mới, banh mới. Thôi đổi chỗ em ơi. Ghê quá. Anh lục vô lần. Đây, để tôi. Thái người. Dạ. Thái người đi. Cho em vô tiền đảo mà. Ai ghê quá, như con heo vậy. Đội nước mắm gừng đã thắng đội mũi siêu chanh với tỷ số 16. Như vậy ở trò chơi đầu tiên, đội
nước mắm gừng đã chiến thắng. Tuy nhiên chúng tôi cần một chiếc xe cấp cứu cho Tiến Lực. Gỡ ra giùm anh cái. Ngọc quá rồi, sao tự nhiên ngọc dữ vậy? Ở trò chơi đầu tiên, đội muối tiêu chanh đã để thua đội nước mắm gừng. Ngay bây giờ là trò chơi thứ hai. Đội muối tiêu chanh cảm thấy như thế nào sau khi mình đã thua ở lượt đầu tiên? Thật ra là xui thôi, xui thôi. Xui thôi. Đúng vậy. Chứ năng lực của tụi em thì ở bên kia. Không, anh thấy cái phần thổi là em thổi không lại tiếng lượt rồi. Không có, không có, anh thấy không? Đi về lâu về dài lạnh đuối. Còn sức trẻ tụi em hừng hực như thế này. Anh hên thôi, anh hên thôi. Đừng đừng nẹt môn đó chị, đừng. Mời, về phía sau. Mình có tự tin với em. Hai đội sẽ chơi lần lượt, mỗi đội sẽ có thời gian là 2 phút. Một vị trí sẽ ngồi và đeo cặp mắt kính này vào. Hai vị trí còn lại sẽ cầm súng nước và bắt đầu xịt cho bóng nó bay về phía đồng đội của mình. Bởi vì ở đây có sẵn những cây kim, nó chích vào đây bể. Sau 2 phút, đội nào mang về nhiều quả bóng bị bể hơn, đội đó giành chiến thắng. Mỗi lần thảy bóng lên chỉ được một bóng mà thôi. Ok. Dạ. Em đeo kiến hay là em bắn? Em đeo kiến chưa? Cái đội phải luyến thắng, em hứng lên chứ đừng có giỡn. Ok, ok. Dạ, đội mình chơi trước. Đâu, 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 đâu. Thắng mà, vậy, xỉm xì ạ. Xỉm xì. Ai thắng được quyền quyết định. Anh ra gì? Tôi ra cái bao. Em bao luôn, chơi. Em bao luôn, ok, 1, 2, 3 Khai ba. Anh xá dẫn lộn. Ủa, em không ngờ anh vậy mạnh thua hai con gà bên đó. Không phải, tại anh tính bị xa quá. Anh tính xa quá, với bé Ngân quên thì tính gần lại thôi. 3, 2, 1, 2 phút bắt đầu. Wow, hãy dậy. Wow, hãy dậy. Liên tục đi, liên tục đi. Mở lần một cái thôi, một cái. Được làm bể. Xin chúc mừng. Thì Thùng Nguyễn thân mến, dạ, theo dự đoán của em, với cái sự vụng về của Thúy Ngân thì em nghĩ là sẽ mang về bao nhiêu bóng? Em nghĩ là chắc là 10 đi anh. Hồi nãy đòi anh là bao nhiêu? Đòi Thuận là bao nhiêu? 12. 12 hả? Em cứ anh Thuận hoài vậy, em lớn tuổi hơn ta mà. Tại vì Thuận muốn kia bằng em, tại thấy em trẻ bộ. 3, 2, 1 2 phút bắt đầu. 2 phút bắt đầu. Ôi, anh Giang dễ sợ thảy cho cao đồ này kia. Thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Kéo đi, bỏ đi. Bỏ đi, không có được. Đây, đây, đâu, vô, vô. Không có
được đâu, bỏ đi nghe lời anh. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, không có lên nổi. Đừng có cố. Wow. Đó, anh Giang dễ sợ không? Anh Giang dễ sợ luôn á, cô gái này thiệt. Đó lên em. Đâu rồi, đâu rồi? Cái cổ người ta nhanh lắm, cái cổ em là không có nhanh. Dám đâu anh. Nè anh bắn đi em thảy cho. Qua đây Vinh. Thấy không, cái tệ quá không làm gì. Không anh, cái tốc độ bóng người ta lẹ anh ơi. Trời ơi. Trời ơi, liên tục rồi, liên tục rồi. Bóng bên này căng. Ê, căng rồi. Anh Vinh, lấy thêm nước đi. Thấy người ta thảy không? Thảy gần lắm luôn á. Nó thảy lên gì nè, tôi đâu có biết đâu. Tôi thảy tưởng tượng là từ ở dưới. Nè Vinh. 11 quả rồi. Máu lửa lên. 11 quả rồi. 12 quả rồi. Chỉ còn 1 quả nữa thôi. Đây đi, lên đi, come on. 10, Vinh. Anh Vinh, anh xịt ngang á. 7, 6, không. 5, 4, 3, yeah. 2, 1, hết giờ. Yeah. Lan Ngọc làm bể được 16 quả bóng. Như vậy là đội bên kia không biết vì tuổi tác hay vì kỹ thuật mà thua tới 4 quả. Không, lỗi tôi bắn không có xa được. Như vậy là ở trò chơi này, đội mũi tiêu chanh đã thắng đội nước bấm gừng. Xin chúc mừng tỷ số hiện tại là 1-1. Thưa quý vị thân mến, trước khi đến với trò chơi tiếp theo, chúng ta cùng giải lao trong giây lát. Tâm Thái Tử, chuyên gia về nước tương. Và các bạn thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Hey. Trò chơi này cũng rất là căng thẳng. Chúng ta sẽ ngồi ở đây, trên đầu chúng ta đội nón có đinh, bóng bóng có nước treo vào. Chúng ta tự vuông, ai bị bể là coi như không thành công, là nguyên cây dài này. Còn khoảng cách càng thấp với đầu thì chúng ta sẽ đo. Mỗi người chơi 2 lượt, rồi chúng ta nối lại. Đội nào dài, đội đó thua. Quả tôi xì. Thuận, mời em. Ngân, chú gà chiến. Em ra cái gì? Chú nó xì luôn hả? Em ra cái bố. Em ra cái gì? Chưa biết nữa. 1, 2, 3. 2, 3. Đúng tâm lý. Không phải. Thôi em không phải gọi là thao túng tâm lý mà gọi là khôn nhà dạy chợ. Khôn nhà dạy chợ. Rồi, đợi mình sẽ chơi trước và đợi mình sẽ xen kẽ theo sau. Dạ. Một lần buông thôi anh. Một lần buông duy nhất, không có nhấp. Ra đi, để nước. Bắt đầu. Được rồi, còn nhắc nữa. Em không nhắc em bị tuột. Đội mình được đầu tiên một cây màu xanh. Thế nào đội bên kia cũng giống em mà nên cây này khỏi tính hình rồi. Rồi, rồi. Bắt đầu. Rồi, dừng. Rồi, dừng. Đội mình màu xanh đúng không? Dù sao tặng hơn mình nha. Tính
từ cái nón nha anh. Nhớ nha, buông ra cái chụp. Buông ra chụp, hey, quay. Buông đi, buông. Rồi, trời ơi. Trời ơi. Chán ghê. Có chân, có chân, có chân anh. Mời người tiếp theo. Để tôi, để tôi. Bên đó phải có một người bị rớt giống như mình thì mới bằng được. Đúng rồi, đúng rồi. Anh luật thế nào cũng rớt à. Bắt đầu. Còn cao hơn nữa. Anh còn dài hơn cái cây nữa luôn. Ủa? Khoan, khoan bạn, khoan. Trời ơi, chết tôi rồi. Dài hơn. Thẳng đầu, thẳng đầu lên là lúc này là thẳng đầu lên nè. Ủa vậy thì, vậy thì tôi làm cho nổ chết rồi đi. Đâu mình vẫn không được khúc, được khúc, còn được khúc đạn. Ờ, hên quá. Tấm đeo không mấy ta nè. Trời ơi, tấm đeo tay luôn. Không, không, cái này nó dễ hơn, tay không dễ hơn á. Tay không được mà, với Ngọc hay lắm. Hay gì vậy ta? Bắt đầu. Cái nào nắm được thì buông được. Cái nào nắm được thì buông được. Nắm đúng rồi. Ủa mà sao đúng mà nổ vậy? Mà em cân không có được. Mà em cân không có được. Chị tham hả sao? Tham quá. Tham thì thâm. Gần được rồi đó. Chị chụp hơi học. Ngân ơi, leo lên lấy xuống đi Ngân. Không, cái này là em phải ẩm Ngân lên. Một cây màu xanh nữa cho đội của mình. Mỗi người hai lần. Mà bên này vòng đầu tiên là hai cái nổ rồi. Ủa thì lỡ lượt sau quề sao? Trời ơi lần sau quề. Trời ơi lần sau quề. Trời ơi coi ở dưới bóng nước luôn. Trời ơi anh gai tới cỡ đó. Ê cái đó là người ta học giỏi vật lý. Hãy xem trời cô ơi. Gái vật lý. Nè trời ơi đâu có phải đơn giản. Người ta ở cầu Bình Lợi ngay chỗ sông. Chuyên về coi bóng nước. Bắt đầu. Mười điểm. Vụ tính tính này là một cây màu đỏ nguyên cây. Quê 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 á, quê á. Đề nghị cho hai cây luôn đi. Quê nó ướt cái lông gà. Anh phải ngon trước xíu nó mới trúng. Thôi bớt nói đề đi. Xích lên xíu mới trúng trái bóng. Canh chiều cao đi. Hay quá vậy, ok em trai. Không bể là được, không bể là được. Ồ, dài quá vậy ta. Để luôn, để tôi cho. Không còn gì để mất với thằng em tôi. Nhìn đi, nhìn cho kỹ đi. Đầu con gà ác này bự quá. Đau thương đó. Vừa vừa thôi anh, vừa vừa thôi. Gì vậy anh lỗi? Dưới cái chân tôi, dưới cái chân tôi, dưới cái chân tôi. Ông phải là dưới cái chân tôi. Xạo anh ra coi. Ông phải nè thiệt dưới cái chân. Cho tôi lại. Thôi. Bị dưới cái chân. Anh ăn gian cái gì? Anh ăn gian cái gì? Cái dây nó cuốn lên nó bị dưới cái chân tôi. Bị cái cây rồi. Ông phải đừng có nói về cây tôi với tôi. Tôi bị dưới cái chân. Dưới cái chân trộm. Bạn chơi kỳ quá chơi tôi không biết đâu tôi nói được. Mấy bạn chơi vậy tôi không phấn vô ở vô rồi. Ê, một ông chơi hồi nãy tôi đâu. Hồi nãy cái đầu tôi đâu có ấn đâu. Ủa anh kìa, ảnh ngồi nhất lên. Ảnh ngồi nhất lên đất trên. Bạn đúng rồi các bạn. Ngồi xuống. Anh chưa ngồi xuống.
Không, anh thôi, bị hụt rồi. Hụt rồi. Trời ơi. Được cây mới đi. Cây mới. Đứa nào còn vô chứ. Đứa không ra mà hụt. Không, ảnh nổi. Ủa sao kỳ vậy? Anh Vinh đưa vô anh Vinh. Anh nè, anh nè. Đấy, trời ơi, đúng. Rồi, cây đó mới đây vừa. Nguyên cây, nguyên cây. Không có nguyên cây được anh. Đây, đây, đây. Anh gì vậy? Không có nguyên cây được. Anh Luật ngồi thẳng lên nè, anh Thuật. Anh Luật ngồi đàng hoàng đi. Để tôi, công bằng với lên nè. Rồi, buông ra, buông ra. Đó, làm xong nguyên cây được. Đó. Đúng rồi. Anh tính được cái kích. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tới em. Trời ơi, thiệt hồi nãy anh đính canh rồi đó mà tự nhiên cái dây nó quấn vô chân anh giật mình. Tức ghê luôn á trời. Rồi đó, chạy đi, nhìn đi. Chơi đâu, mà đó. Chơi bắt trước. Ta nhìn dây á. Hay quá. Hay thiệt luôn á. Hay thiệt luôn á. Đây, vừa ấy luôn. Không, thân luôn. Thân luôn. Đây, vừa ấy luôn. Hay quá. Rồi. Dứt. Trời ơi. Màu đỏ đúng không? Không sao, không sao, không sao. Chạy cưng, không sao cưng, không sao. Rồi. Rồi. Thôi, tới em. Rồi, vô. Buông tay. Đúng rồi. Đúng rồi. Ôi, em gan dạ lắm, em nhìn kìa. Trời ơi, em nói người ta. Rồi, để tôi, Tôi buông ra luôn bây giờ đó. Nguyên cây. Nguyên cây đó. Bể mới là nguyên cây, còn cái này là khoảng cách phải đo. Thêm vô, đúng rồi, thêm nữa đi. Thêm nữa. Không phải anh Luật nè, anh kéo tôi giữ, tôi kéo đâu. Anh Luật, anh kéo đừng có xạo quá đi. Đừng có xạo. Anh Luật, anh kéo của em kìa. Ủa, tôi bể đi. Anh trời ơi, Luật, anh kéo của em đi nãy giờ. À, đâu có, anh Luật, anh kéo lên á. Thôi, đừng đừng có xạo quá đi. Hồi nãy nói gì nè. Đừng có xạo quá đi. Đừng bình tĩnh nào. Bình tĩnh đi, đừng có xạo quá đi. Đê lên đi. Đừng xạo quá đi. Ủa giờ sao? Anh Luật, anh kéo em đi. Chán ngừng ghê luôn á. Rồi, làm lại đi. Làm lại đi. Ra ra ngoài, ra ngoài. Đi ra ngoài đi. Chỉ cầm cái tên này nè. Cầm cái này. Để mình tôi đây thôi. Ủa? Đúng rồi, cầm đó đó. Người ta được làm lại. Người ta được làm lại. Rồi nó có kinh nghiệm rồi. Ủa cái gì vậy? Chơi. Trời ơi. Ủa sao canh vẫn đến đó? Cái màu xanh đó. Anh Luật, anh Luật, anh kéo hoài. Anh Luật, anh kéo hoài. Tôi không kéo gì hết á. Anh kéo kìa, anh kéo kìa. Giữ nè, đây nè, bỏ tay ra đi, em vẫn giữ dưới này nè. Rồi. Đó đi. Đó đi, tôi giữ là đó đi, tôi không kéo. Anh ơi, anh cứ chơi anh ra hoài, tôi đi quay hoài luôn. Rồi, rồi chơi lại luôn em. Rồi chơi lại luôn em. Trời ơi. Anh chơi anh Giang gì? Tôi sợ nó anh Giang, tôi sợ nó hạ xuống cho tôi chụp liền. Con bé này chuyên môn luôn á. Rồi, 3, 2, 1, nhìn đi. Duyên ai nấy lạnh, nghiệp ai nấy mang. Sống giữa dương gian, không phiền không lụy. Chán thì chán. Dạ, dạ lên. Dạ, tôi em, tôi em. Cuối cùng, quả bóng cuối cùng. Bên kia dính ba cây. 3, 2, 1, go. Hey. Để thẳng cái đầu lên vậy nó mới cao nè. Trời ơi trời. Đây. Trời ơi. Đây. Mình thua rồi á. Chưa biết đâu. Đây. Ngon 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 ngon. Khoan. Ai thắng,
thế? Bị điên hả? Bị điên hả? Làm gì thế? Bằng nhau là tôi đấy không thích rồi đó. Làm gì thế? Bên đây là 4 cây bằng nhau, 4 cây dài. Tại vì cái này nó bị gập ghềnh. Ra đây đi. 4 cây dài, bên màu xanh là 4 cây. Anh Lực mới đổi cây rồi. Anh Lực mới đổi cây màu xanh của em. Tôi đổi cây nào? Giờ tôi phân tích khoa học nè. Bạn, vô đây ngồi, bạn vô đây ngồi. Không. Không. Bên này là 4 cây. Nhưng 4 mà... cây đúng chưa? 3 cây. 3 cây. Bên này là 3 cây. Làm sao ăn được vậy? Tôi đâu có bể bóng nào đâu. Thì sắp lại đúng rồi, nó ăn chứ anh làm sao. Anh không có bể bóng nào, nhưng mà bóng nào của anh cũng xa dịu dợ vậy nè. Trái nào của anh cũng xa có một trái luôn. Thôi bây giờ vậy, nói chung là bây giờ vậy. Thứ nhất là về bóng, rồi về ăn gian, rồi đội nào cũng có ăn gian hết trơn. Đâu có ăn gian rồi, em không biết. Ăn gì đâu anh. Trời ơi, hồi nãy đang đo rồi. Bây giờ nè, còn một quả cuối cùng, mỗi đội cử một người ra chơi. Ok luôn. Không phục rồi thiệt chứ, tức thiệt. Bên tôi có gà chiến Lâm Vĩ Dạ. Bên này có heo ủ nịn. Bây giờ xìm xập. Xem thì xem, phấn. 1, 2, 3. Rồi, vô, Thúy Ngân, vô. Khôn nhà dạy chợ. Áp lực đồng tiền nè, coi em sống được bao lâu. Trời ơi, anh áp lực đồng đội tôi quá vậy. Rồi. Chắc bố rồi. Quý ra trời. Rồi, một cây là anh chậm lên được rồi. Anh Lực đi ngang qua đây không thấy em, nó bị rớt dây. Bây giờ mình chỉ cần thả nhẹ là thắng rồi. Đúng rồi. Vô. Thua là anh cắn rồi luôn á nha. Ôi nếu vậy thì dễ quá, ai chơi cũng được mà anh Lực. Em chơi đi, anh sợ trách nhiệm lắm. Nhẹ thôi, một cái gì là được rồi chị. Không, đừng có nhẹ quá là coi chừng cây rưỡi đó. Nguyên cây này vẫn nguyên cây nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời. 3 giây là được, 1, 2, 3 là được liền. Ôi ăn chắc rồi. Như vậy là sau nhiều cái rắc rối đã xảy ra, nào là đo, nào là bẻ, nào là cãi nhau. Chính nghĩa đã giành chiến thắng. Chính nghĩa đã giành chiến thắng. Ủa tụi tôi là lẽ phải mà. Bắt cỡ luôn. Tụi tôi là bên lẽ phải. Đợi mình hồi nãy là tỷ số bao nhiêu vậy? Một đều. Bây giờ là 2-1 ở trò chơi này. 2-1 thôi mà. Rồi nước mắm gừng đã thắng đội Mũi Chương Trình. Tỷ số hiện tại là 2-1. Thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ là trò chơi tiếp theo. Xin mời. Hey. Thưa quý vị thân mến, trò chơi cuối cùng của chương trình Bảy Nụ Cười Show. Hey, hey. Yeah. Yeah. Cái tài gì muốn chơi vui vậy? Chúng ta sẽ có nhiều cặp chơi. Trò chơi rất đơn giản là đoán dựa vào may mắn. Có bao giờ làm cái gì mà không biết mình làm gì không? Bây giờ nè. Nói đùi vậy đó. Nếu em thắng, em sẽ chọn hình phạt gì? Thứ nhất, cầm cái này tạt thẳng vô đầu đối thủ. Thứ hai, lấy cái ly nước này tạt thẳng vô đầu đối thủ. Thứ ba, ụp cái lông này lên đầu đối thủ. Thứ tư, đập cái này vô đầu đối thủ. Bởi vì nếu em không làm như vậy thì đối thủ của em cũng bỏ qua hết tất cả các khâu này. Dạ. Họ sẽ lấy cái cả rổ này đập lên đầu em. Đối với Thuận Nguyễn, một gương mặt thiện lành như vậy thì em chỉ chồng chùm lông nhỏ nhẹ này thôi. Đừng bao giờ nghe người đó nói. Dạ, thứ năm. Hả? Nguyên một xô nước này ụp vô mặt đối thủ. Không, cái này không ụp được, cái này là phải tán vô mặt đối thủ. Rồi, mời cặp đầu tiên. Em muốn chơi đầu tiên à, cho đỡ rung. Rồi, chọn hình phạt. Không cần nói nhiều, hột gà. Hột gà. Mệt lắm, giờ nhẹ tay nhẹ chân gì nữa em gái. Hột gà, 2 trứng nha. Hột là 2 trứng à. Ủa anh đâu được hột gà, anh đâu một lần 2 trứng. 2 trứng hột gà.
Em order một rổ hột gà. Điên rồi. Em order một rổ hột gà. Điên rồi. Ba chữ rồi con. Anh Giang nói có quyền. Phải bằng nhau. Chưa, số nước đi. Sau khi này, này, sau khi em lấy, em nói tôi cũng 2 trứng và tôi tố thêm 3 trứng nữa, người ta đồng ý thì chơi. Không, em tố anh không chịu rồi, em tố số nước. Hột gà có 2 trứng. Có trứng chín, có trứng sống. Còn xô nước là anh bệnh, anh lớn tuổi rồi. Không không, cái này là cái cá, cái này là cái cá. Ê ê thôi được rồi, đừng có xô. Cái xô này, cái này được rồi. Xô. Xô đây ạ. Xô này mà, okay. Nãy giờ có xô này mà. Rồi. Phải, tôi hỏi cái này nó còn một số mà giờ tôi đổi 2 trứng hột gà tôi lấy. 2 trứng hột gà tôi lấy. Đã chọn rồi thôi. Con bé này thiệt mập. Tấm đầu luôn. Không lẽ nào á em thua anh. Xíu. 13. Số nhỏ hơn. Trời ơi cái này dễ đoán lắm. Số 13 rồi, nếu số nhỏ hơn tôi thua tôi chịu. Cái này để em coi luôn được không? Không, để đây thôi. Hột gà 2 cái thôi mà, có gì đâu mà ngại. Anh Luật nói nhỏ hơn rồi. Thì Luật đòi nhỏ hơn. Nhỏ hơn chắc. Sao tự nhiên linh cảm tôi rung dữ vậy ta? tự nhiên dáng nó vừa coi tôi rung liền luôn á trời. Hay cũng rung luôn anh. Tự nhiên vừa coi tôi rung liền luôn á. Có khi nào? Lớn hơn không? Nhỏ hơn chắc. Nếu lớn hơn 15. Thì Luật sẽ bị phạt. 15. Nếu nhỏ hơn thì Ngân bị phạt. 15. Nếu bằng nhau thì cả hai bị phạt. Mà xác suất bằng nhau rất là khó. Ôi bằng nhau 15. Hả? 15. 15. 15 nào. Trong một lời này có gì mà không xảy ra. Tại sao lại có thể như vậy? Trời ơi. Chỉ 13. Chị 13, chị ám tôi lên tới trên này. 2 lần 13 để tôi nhớ tới em hả 13? Cả hai đều bị phạt ở cái lượt đầu tiên này. Anh đừng đập lên tóc em, biết sao không? Chạy gì đó, em phải gọi đầu á. Rồi thôi em xấu lên tóc anh không? Có cái mặt không đi trời. Em nói giống như là em sẽ không làm gì tôi vậy. Thôi. Sao em sẽ coi theo hành động của anh mà. Tóm là gì? Nó tuột quá cưng rồi, xin thông cảm nha. Chưa. Ủa chứ không phải. 2 cái lận bé rồi. 2 cái lận. Chân chính rồi. Không sao. Để anh đây à. Anh chị bệnh luôn nè, thầy học gà. Anh đập vô đây, đập vô mà anh đi. Nhanh lên, đây luôn này. Đây. Chưa, làm cái gì vậy? Em làm gì vậy? Đau quá vậy? Anh lâu quá. Em, anh biết em đau thôi. Thông cảm. Giận sợ luôn rồi. Thông cảm cưng. Không mà hột gà là để dưỡng tóc mọi người. Hột gà dưỡng tóc mà. À. Em làm gì vậy? Ủa nó pha vô nước kìa. Con bé này nó chơi ăn gian với tôi quá bạn làm sao? Nước là nước không mà em. Ủa em chơi kỳ kỳ vậy Ngân? Gội đầu luôn rồi. Ok, nếu vậy tôi rửa tay luôn. Rồi, Luật ngồi xuống. Cuối cùng ngày này cũng đã đến với em. Trời cười ghê vậy. Cái ghê quá, giống phim kinh dị á trời. Quảng cáo vào ngoài đầu đi anh Luật. Mưa rồi. Ôi, có tiền. Tiền quá rồi ông ơi. Cổ lên rồi ông ơi. Đã rồi. Còn tiếp trận nữa bên anh Luật chưa có bóc quá. Đúng rồi. Nhưng mà cũng là trứng đó Ngân. Rồi, tiếng Luật bóc. Số 8, số 9 nó khó làm lắm. Số 3. Trời ơi. Bóc đi, anh Luật bóc rồi. Đi đã. Anh Luật bóc đi đã. Ừ. Để xuống đây. Nếu là 2, con sẽ là loài bồ câu trắng. Rất nhiều số thấp cho mọi người. 1, 2, 3, 4, 5. Chỉ có 4 câu sắp xuất rất thấp. Câu này là anh nói đúng không? Em nghĩ tay anh Luật cũng thúi lắm. Có thể là thấp hết. Biết chơi, cao sẽ trứng giáp.
cho những kẻ phản bội như anh. Ok, tôi phản bội, tôi chấp nhận hết. Là em thấp hay cao? Em chọn thấp. Và con số là 6. Trời ơi, có một lúc thôi. Tại lỗi, tại em. Lỗi này xuống đây luôn. Mỗi đứa một chức. Alo, anh lời cho em xin tự xử luôn được không? Không có xin cái gì, xuống đây để vô một cái liền. Lại đây. Lại đây em. Xuống đây. Ngồi xuống đây. Trời, con bé đang bệnh hoạn. Bệnh hoạn gì? Bệnh hoạn mà em cười tôi. Em xối trước tôi từng chút một. Hạ ngân, hạ ngân. Tại sao em làm với tôi vậy? Ê, em vẫn còn cười được. Anh thương em, anh bóp cái trứng cho nó chảy xuống từ từ. Chứ anh không có đập lên đầu em, sợ em đau. Ok chưa? Anh dắt gì giữa đầu đi luôn. Bóp nát cái trứng đó em à. Rồi, xong. Cuối cùng tôi vẫn là người chiến thắng. Ở lượt này, Tiến Luật lại thắng. Tỷ số hiện tại là 2-0 ở trò chơi này. Mình là cửa từ ăn tới quề thôi. Đúng vậy. Mấy đứa chơi lẹ lẹ, anh lạnh, anh trúng gió tội nghiệp anh. Làm gì làm liền, nha cưng. Rồi, chọn hình phạt. Chị muốn gì, em tiếp chị cái đó. Chẳng lẽ tới đây mà em không hưởng được đặc sản của Bảy Nụ. Cái gì á? Đứng đó. Thân, hãy nhìn gương anh. Mệt lắm em. Năm giấy trứng. Hả? Người ta tố em 5 trứng. Cho em 5 cái trứng luôn anh. Ai bóc số em. Ai bóc số em. Chị Ngọc. Trời, cái gì vậy? Trời, cái gì vậy? Trời, cái gì vậy? Như vậy lạnh quá, lạnh rồi chịu không nổi. Ban tổ chức không cho áo mới. Được có cái khăn không à? Có cái áo khoác kìa. Nè, lấy áo tôi mặc đi, lấy áo tôi mặc đi. Ghê quá. Cho tôi một cái áo. Lạnh quá lạnh bạn ơi, thông cảm. Ông nói gì cho em cũng hả dạ lắm rồi. Một xô lại phải hả dạ rồi. Mời Ninh Dương Lan Ngọc. Số 6. Quá dễ cho Thùng Nguyễn. Mời bóc tiếp. Mời bóc tiếp. Em muốn tố thêm một ca nữa. Một ca không phải một xô. Có nhận không? Dạ nhận. Nhận luôn. Ước bận áo mới thì có thể ấm lại. Cái đầu như vậy, hai cái đầu mới vẫn còn đau. Em không sao, em ổn lắm anh, đừng lo. Rồi vẫn đập sao nữa. Mời bóc. Rồi để đây, đây. Đếm. Rồi để em đúng không? Rồi chọn đi. Sao em đoán là thấp hơn. Thấp hơn. Đôi tay em rung dữ ta. Rồi em thua rồi Thuận ơi, thông cảm Thuận. Rồi chị Ngọc diễn như chị Ngọc em ăn rồi. Em thua rồi Thuận ơi, em thua rồi. Làm gì làm đi. Số 5. Yeah. Trời ơi. Tôi một ca nữa. Cái đội bên này hình như là bị nghiệp quật. Hình như là bị nghiệp quật. Hình như là bị nghiệp quật. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chỉ có 5 con số thôi mà em lại thua. Thuận Nguyễn, mời. 5 cái trứng. Giờ sao anh? Dạ 1 ca nước. Thì đó em cứ bóp một cái. Em thả từ từ trên đầu của Ngọc. Em cho nước vô từ từ trước nha cưng. Tại vì nước vô xong rồi trứng nó vô nó mới dính. Đúng không? Còn trứng trước là nước nó trôi. Cho nước trước. Nấu ăn vậy anh? Đúng rồi. Bỏ nước trước là hãy luộc trứng xem mà. Trời ơi, cảm giác nó đã lắm. Ngọc ơi, ê, không có né, không có né, từ từ. Hứng chịu. Sàng tha. Vô trứng. Chém đâu? Bò ăn. Bò ăn. Một. Hai. Hai. Bán đứng anh đêm à. Quay đầu là bơ. Bây giờ là lượt của Thùng Nguyễn bóc.
Còn số 5. Hết số móc hay sao mẹ mất số 5 vậy trời ơi là trời. Mối thù này chẳng lẽ không trả. Hãy chọn trên hay dưới. Hả? Trên. Cao hơn. Cao hơn. Mời. Chết Ngọc rồi. Ôi Ngọc ơi. Chết Ngọc rồi. Em ơi, em phải coi cái bô nó nẹt cũng mệt lắm em mà. Sao mình đứng mình giờ mà mình nhót quá. Ồ, sao mà em quýu luôn á. Chị xem xét. Nó đỏ chưa hết nước. Nó đỏ chưa hết nước. Xong rồi nó trộn lại. Nước đi. Anh chọn trước đi. Anh là cái một ca thôi. Vậy thì em chơi cái số màu đỏ luôn. Cũng còn không bao nhiêu nước. Đồng ý. Rồi, ai bóp trước? Mời già bóp trước. Lớn. Lớn tiền. Lớn tiền. Hả? Rớt. Trời rồi. Rớt rồi. Bóp cái khác được không chị? Rớt là nhỏ. Số 13 là mệt nha. Em xé luôn đi, em xé luôn đi già, em được vợ. Nuốt luôn đi chị em ơi. Xé em nhai em nuốt. Làm gì được không? Mắc quá đi vô trong bệnh viện nằm thôi. Vừa khó chơi, tôi thấy rồi. Số 4 hả? 8 à. Số 1 không. Chị thấy mà. Chị thấy nó là con số gì mà. Trời ơi, cái này là bao thắng rồi Vinh ơi. Tố thêm Vinh ơi. Lớn thôi anh. Cái này thì không cần gì phải gọi là căng thẳng ha. Ủa đâu này đâu số 0 rồi hả? Không. Trời ơi dở ra mà số 0 cái tùy xỉu luôn á trời. Dạ. Rồi mời dạ. Em nhìn đi. Em út nó chơi tài quầy vậy mình chơi vậy muốn nữa. Mình qua chỗ nào nó sạch hơn đi anh. Không. Bãi đá chỉ có một bãi thôi. Trời ơi đồng đội kìa. Lát em có làm cái ào anh không? Em gái của tôi tội gì? Anh cứ nói đi. Tao nói. Em lủi đi đâu? Trời ơi. Anh hết luôn á. Lát hết luôn quá. Thị Nguyên Hình đã bị tiền đình còn lắc tùm lum. Rồi đứng lên. Tháo tháo lông mi. Rồi đã được Vinh. Vinh ơi em mà bóc số 1 thì nghiệp em cũng nặng lắm đó Vinh à. 13. Lên. 12. Rồi quá dễ cho làm cái gì. Trời ơi. Chị 13 ơi hãy về đây. Không 13. Đi đi em. Với con số 12 này thì anh nghĩ cao hay thấp anh lùm. Tự nhiên hỏi chứ. Nhắm mắt thì cũng biết nó thấp hơn. Anh cười cái gì? Bây giờ dạ nếu lật ra mà 12 thì sao mọi người? 12 là hai người mà. Không có đâu. Có đâu. Trường Thế Vinh. Tèn 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 tèn. Em gái có nghe không? Lời của ta. Từng chút một. Trời. Ngồi nữa vuột tay nó tự ập vô đầu luôn. Trời. Chắc con cười xỉu. Cái này đúng tra tấn luôn á. Từ từ thôi em. Ôi. Nó trời ơi.
Hồng Vinh, Hồng Vinh kìa. Như vậy là hình phạt đã được phạt xong. Và như đã nói, đội nước mắm gừng là đội chiến thắng. Và thưa quý vị thân mến, trước khi đến hình phạt, mời quý vị đến với chuỗi kịch của Cà Phê Rất Ổn ngay sau đây. Vỗ tay thật nồng nhiệt cho các nghệ sĩ của chúng ta. Tâm Thái Tử, chuyên gia về nước tương. Mọi người đây, chú Lâm đây, chú Lâm sẽ bị diễn dài đường cho mọi người coi nha. Pha chế vô nhạc lên quá mọi người ơi. Nè mọi người thấy chú Lâm không? Trời ơi, quán cà phê gì hả, rất ổn quán nha mọi người, tới ủng hộ giùm cho mình nha. Trời chú văng tội văng ướt bộ đồ mới mua. Chú Lâm quăng lên. Mọi người ơi, đây là một tuyệt chiêu mới, món nước mới của quán nha. Rất ổn quán. Cái gì mà ông sợm vậy? Cái gì đây? Bất ghê vậy nè, tự nhiên tuột view của ông ta rồi. Vinh mất cứng nhắc rồi giờ sao? Quả gì con? À dạ, đây là ba của mình nè mọi người. Ba chào mọi người đi. Suốt ngày à? Học hành không lo, suốt ngày. Anh sao mà đang quay câu view thì với cái view làm. À không phải, ba em nói vui vậy thôi chứ không có gì. Dạ. Đó, chú Lâm đi nha mọi người nha. Đợi chút nữa. Làm lại lần nữa nha. Lại. Dạ rất ổn quán cà phê nha mọi người. Đi vô cái hẻm cái quẹo vô là thấy liền nha. Ủa tại hết pin rồi. Gì vậy con? Ôi chết rồi. Thôi dẹp giùm tôi đi. Cho mượn điện thoại đi. Ba không lãnh nha con nha. Ủa chú Lan mày đâu? Đi đâu sáng giờ, gọi hoài không nghe máy luôn anh. 5-6 tháng trời ba anh em kết nghĩa mới mở một cái quán này làm coi gọi là khởi nghiệp, mà tới bây giờ này vắng như một cái chùa. Vắng đâu mà vắng, người ta đang cố gắng để mà kêu gọi tới quán này mà ba cái gì bắt cũng không ủng hộ, không ủng hộ. Khách người ta nói hả, tới đây đợi 15 phút mới có ly nước đủ thì dở. Anh nói làm sao vậy? Cái chuyện pha nước là chuyện của tôi à, mà bây giờ anh về anh nói anh Lan đi, tôi cần nguyên liệu mà không có làm, không có mua, lấy đâu ra làm. Chính xác, con cũng thấy vậy đó. Chú Lan chú đi đâu suốt ngày vậy đó, chú có ở đây đâu mà biết. Mỗi người một chuyện, hả, tôi lo cái quán. Con là PA cho quán nè. Sì. Hình ảnh của con nè, sắp sửa nè, sau này mà con học được làm minh tinh là xin lỗi ba chứ. Rồi ba phải bỏ tiền cho con để con đầu tư con PA cho bản thân mình để live stream cho ba. Con lo tập trung học giùm ba đi nha. Riết rồi thấy đầu tóc ra. Đừng có đụng vô đầu tóc của con. Trời ơi trời. Nó lấy cái mền nó tước ra nó cột vô đó. Mày cho nó uống mấy cái nước pha chế mày riết nó bị điên thấy không? Hả? Anh sao á, nó chuyện dán ghê quá. Quán xá là dán quá. Nói với anh gọi ông Lan về nhập nguyên liệu cho em đi. Gọi rồi. Con đã nói với má rồi, lần này là con quyết định sẽ đi tìm tình yêu. Khách vô. Má đừng có vậy nữa. Bao nhiêu năm rồi con sống với má để tròn chữ hiếu đạo rồi. Má phải biết nghĩ cho con chứ. Dạ. À, ai tới nhà má cũng chê, ai tới má cũng không chịu. Má nói là nhà mình giàu quá, người ta không có hậu đấu với gia đình mình. Đó, má chê riết mà bây giờ con của má 40 tuổi đầu mà không có một người nào yêu hết trơn á trời. Thẳng. Đó, con ế rồi con sống gì hoài sao?
con chịu được. Họ khách uống gì? Má phải biết nghĩ cho con của má chứ. Họ khách uống gì? Má đừng có sợ con bị gạt, con nói chuyện. Cô uống gì vậy cô? Đang nói chuyện thổi xíu nữa đi. Má đừng có sợ con bị gạt. Con từng tuổi này rồi, con không gạt người ta thôi, ai mà gạt được con. Đúng. Bây giờ má đừng nói nữa. Con sẽ đi tìm tình yêu đích thực của con. Vậy đi. Đúng. Má gì đâu mà nói hoài không nghe thiệt. Tôi đâu có sống đời mà tôi nói má tôi hoài. Đúng lắm chị. Má không nghe thì thôi, mình đừng nói chuyện với má nữa chị. Ta cứ lộ mắt gì coi. Không có gì. Má bán cái gì? Bán cà phê. Bán cà phê thì bán cà phê ra chứ hỏi gì. Quán gì kỳ cục vậy? Dạ chị bớt giận, chị bớt. Không bớt giận gì hết á. Quán tên gì? Dạ. Bất ổn hả? Tôi bước vô là tôi thấy cái quán này bất ổn ngay từ đầu rồi. Buôn bán được thì buôn bán, không bán được thì nghỉ đi. Em cái vỏ tôi đâu rồi? Cái vỏ tôi đâu? Đưa đi. Quán gì đâu mà kỳ cục à. Ủa vô thì bán cái gì thì bưng ra cho khách chứ hỏi hỏi đủ cái menu vô mặt người ta làm nè, sao? Nè, bưng cà phê ra cho chị đi con. Bưng cà phê ra chị. Uống gì nữa chứ trời á. Để tôi qua cái quán Nam Vi bên đường tuốt. Nghe chị ơi. Ủa? Mình có làm cái gì sai không? Cái bà này hình như bà mới ly dị chồng hay chồng chửi gì nè. Vô quán người ta chửi xối xả không kêu được một ly nước. Trời ơi, phí ly nước ghê luôn vậy giận sao? Chú có làm gì đâu, chưa làm mà. Không sao, không sao. Bởi vì hai bán ngày sao mà bán là nó khó khăn lắm. Trời ơi, ly nước chưa ai uống, con uống không nha? Được. Ủa? Lan, đi đâu vậy? Quán không có khách hả? Tôi nói anh nhập nguyên liệu, anh nhập chưa? Đừng nói chữ nguyên liệu với tôi ở đây. Sao, anh Lan, anh đi đâu vậy? Giờ không có nguyên liệu sao mà bán, tôi phải có... Trời ơi, bây giờ quán không có doanh thu làm sao mà nhập nguyên liệu, tiền đâu mà nhập? Thì phải liệu cơm gấp mắm, cái nào nhập chút xíu, cái nào hết nhập tiếp. Anh nói câu đó tôi giận anh đó. Gì nữa? Anh kêu tôi liệu cơm gấp mắm, từ cái ngày mà anh em mình bắt đầu bỏ vốn vô đây đầu tư. Anh 80%, tôi 15%, thằng Lâm đó 5%, là 100%. Con gái anh không có hùng đồng nào hết. Mà vừa mới bỏ tiền vô cái khâu đầu tiên là phải mua cái điện thoại mới cho nó là sao? Ủa? Gia đình gì kỳ vậy? Chú Lan, không nhờ con á thì làm sao mà người ta biết đến cái quán này? Cái điện thoại của con không á là bằng một nửa cái quán rồi. Rồi kêu nhập nguyên liệu, nhập cái gì? Tự nhiên chửi à? Không có phải là chửi. Đi về cái chửi người ta. Xong mấy bữa trước người ta làm rồi, ông có nói đi. Giận chú luôn. Thôi, con đi đâu? Gái tôi á nhìn nó vậy chứ nó mỏng manh lắm. Ai nói gì là hai câu lớn tiếng nó giận hả? Có tiền chưa? Con gái bà từ nhà tới 3 tháng rồi đó. Thắm ơi Thắm. Dạ. Thắm ơi chú Hùng. Đây đây đây. Nhiều cái gì vậy? Mời chị vô kiến rồi. Mời chị kiến rồi. Xin mời. Cảm ơn quán mình á. Đẹp trai nhất mà kiểu cọ nhất là chỉ có kiểu ngồi bên đây. Lâm. Lâm. Chú Lâm con. Mời chị. Đây là chị ạ. Chỉ có Lâm nó mới thể lo được cái kèo mà thôi. Bởi vì đẹp trai là thường thường sẽ được tha thứ. Rồi, ở lại phụ chú, âm nhạc đi. Hai chú cháu con nhé. Chào cô. Em giỡn á. Chào chị. Trời, lâu ngày quá mới thấy chị qua đây. Trời ơi, em nói chuyện bộ đồ gì mà đẹp dữ. Thôi. Âm nhạc và vũ đạo mới thắng được. À, ok. Chú Lâm vô. Đổi nhạc nha. Đổi nhạc. Trời ơi. Uống nước chưa? Uống nước đi mà. Chị muốn gì nữa không? Để em rất tiền cho. Tưởng đâu là bài mấy cái trò hả? Nhảy múa sexy ra rồi dụ được tôi hả? Xin lỗi nha. Nhìn cũng ngon đó mà hơi no rồi. Trời chơi lại chú ơi, chú vậy là chết từ trước. Không được rồi. Ba. À chị yên tâm, nói chơi thôi. Chứ anh em tôi là tiền sẵn sàng rồi.
anh Út còn đang giữ. Anh Út ơi, cái gì gì tiền đâu ra? Tôi có biết không? À, liệu tại vì em biết không, à, tụi anh đang dồn tiền đầu tư bất động sản á. Hả? Tụi anh đang tính mở một cái chuỗi cà phê ở bên. Tại sao bạn lấy tiền? Anh lấy tiền mấy anh em Hùng đi. Không có tiền đang nói tầm bậy tầm bạ, mày cứ ngồi vô thôi. Tụi anh đang chuẩn bị mở một cái chuỗi cà phê rất ổn ở toàn quốc. Sắp tới mình làm ở đâu đầu tiên? À, Buôn Mê Thuột, ngay Buôn Phủ Cà Phê. Đúng rồi. Nói nghe nè. Ừ. Tiền nhà của cái quán rất ổn này á, 3 tháng rồi chưa có trả. 15 triệu một tháng nha. Ở đó mà đòi đi thuê cái chỗ khác ở đâu? Buôn Mê Thuột hả? Làm gì có chuyện đó. Chị Liễu, số là vậy nè chị Liễu. Không phải là tụi tôi thiếu tiền thiếu bạc gì đâu. Thật sự ra lúc mà anh em bắt đầu Khoan, con xin lỗi rằng này, mình đâu có lỗi gì với người ta. Tại sao chú phải chấp? Thiếu người ta 3 tháng nha, thiếu người ta 3 tháng mày bớt nói giùm ba con. Thực ra là Liễu, anh nói em nghe là cái vấn đề là sổ sách thôi. À, lên chuẩn bị sổ sách, có luôn. Nói vấn đề về sổ sách thôi chứ tụi anh đâu có thiếu tiền đâu. Đó, cho nên là cái gì? Không thiếu tiền đâu là sao? Má tôi kêu tôi qua đây đòi tiền 3 tháng mà giờ mấy người nói là mấy người không thiếu tiền đâu là sao trời? Một tháng rồi thôi Liễu. Chỉ cần một tháng rồi thôi. Anh em tôi sẽ chuyển cho Liễu trước một năm. Một tháng rồi Liễu. Với những cái nguyên liệu này, tôi nghĩ là bây giờ mấy người mở thêm một năm nữa, mấy người sẽ lỗ thêm một đời. Mấy người á, lo trả cái mặt bằng này lại cho tôi để tôi còn cho người khác người ta thuê nữa. Hay là mình sang quán đi ba. Trời. Không được, không được sang quán. Cái bà này chưa đủ sao thêm bà này nữa. Ủa, mới đi siêu thị về hả ba? Ừ, chắc vậy. Bao nhiêu tiền? Gì vậy? Bao nhiêu tiền mà đòi đuổi người ta ra khỏi cái quán này? Ai vậy? Không cần biết tôi là ai. Không cần biết tôi từ đâu. Tôi sẽ chuyển khoản cho cô một năm tiền nhà. Ủa, ai vậy? Được, cho số tài khoản đi. Ủa, có phải cái bà khách hồi nãy vô mình không? Bà đó, nhưng mà bà là ai? Ngân hàng bảy nụ à. Rồi, xong rồi đó. Kiểm tra đi. Anh Út hay quá trời. Cái gì? Bán cổ đông đúng không? Hay. Từ nay về sau đừng làm phiền cái quán này bạn nữa. Bạn ba hả? Nhớ chị quá. Nhớ thiếu nha. Chị hai. Sang nhượng cổ đông bớt thiệt đúng. Chị hai. Tôi con một. Trời ơi, em nói chị nghe, hồi nãy em thấy chị bước vô đây á, cái dáng đi của chị là em biết chị cũng có tiền. Trời ơi, nãy giờ em đứng em nói chuyện với chị vậy thôi chứ em thấy cái mụt rùi của chị á là nó cũng giống giống của em. Em biết trời chị ơi, là chị người xe có tiền. Đi giùm đi. Con né đâu, chị đi về đi. Làm việc hăng sai lên chị nha. Chị đi về đi, bye bye chị đó. Ôi, thương quá à. Bao nhiêu tiền đâu mà làm khó làm dễ người ta. Cổ đông mới hả Đúc? Vậy mà không báo cho anh em mừng. Đâu có. Hả? Đâu có. Là sao? Không biết. Chị bạn ba em đúng không? Đó, đúng không chị? Trời ơi, chứ chưa gì hết mà chị hỗ trợ cho gia đình em vậy. Trời ơi, phải nói là biết ơn. Bà cũng không biết. Không sao, không sao. Không biết, không phải luôn hả? Bồ mày hả? Không, bồ em chi mà xấu dữ vậy. Ủa sao kêu là cổ đông với mình? Em tưởng là cổ đông, anh chuyển nhượng cổ đông chứ. Lần đầu tiên gặp luôn đó. Trời đất ơi. Ủa sao mà tự nhiên bỏ ra 200 triệu để giúp đỡ vậy? Thôi chừng không nha, phải là chừng nha. Muốn cái này lừa, để mà lừa gạt đó, lừa gạt đó. Lừa gạt hả? Chứ lừa gạt sao? Lừa gạt sao mà đưa tiền cho mình kỳ vậy? Nhìn bạn, cho mấy người bán con qua biên giới mà. Mọi người cũng không cần phải ngưỡng mộ tôi đến mức như vậy đâu. Cũng chỉ là tiền thôi mà. Từ nay về sau chúng ta là một gia đình. Anh Út. Anh Út. Ủa sao biết tôi anh Út? Tôi biết chứ. Anh Út hào hiệp. Dạ chào anh. Tôi rất là thích cái sự hào hiệp của anh. Đằng sau anh là anh Lâm. Sao chị biết tên tôi? Tôi biết chứ. Chúng ta là gia đình mà, tôi phải biết tất cả mọi người chứ. Đây là bé, nó tên gì nhỉ? Thắm. Thắm. Thắm.
Chào con gái. Chào cô. Từ nay về sau chúng ta sẽ là một gia đình. Chúng ta là một gia đình à? Đúng vậy đó. Rất là hân hạnh được gặp cô. Trời ơi, ở đây có chỗ nào cho tôi ngủ lại? Sổ nè, hả? Sổ sách nè. Xong chưa? Xong rồi. Yên tâm, không cần sổ sách nữa. Ủa? Có Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân là sao? Kìa, ai mạnh dữ vậy? Trời ơi, chị uống nước, chị uống nước đó. Mạnh Thường Quân ra đây làm gì? Trả tiền cho mình 1 năm trời, 200 triệu. Trời ơi. À chị ơi. Nếu ủa gì vậy? Gì vậy? Anh Lan! Lan à, anh còn tính trốn tránh em đến khi nào nữa hả Lan? Anh có biết là em vất vả lắm mà em mới tìm được anh không Lan? À, người yêu của chú Lan. Người yêu anh Lan. Oh, wow. Tại sao em tìm thấy chỗ này vậy Điệp? Tại sao? Em đi về đi. Không, em không về. Tôi không xứng với em đâu. Không, không. Em về đi. Em không về. Trời ơi, tôi đau lòng quá. Lan à, có chết em cũng không về. Không, em đã từ má em rồi. Hả? Em chạy về đi, chạy đi, chạy ngay đi trước khi mọi việc càng tồi tệ hơn. Không đâu, em đã nói với má em là em sẽ đi tìm tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Và bây giờ đây, em sẽ không bao giờ để làm mất anh nữa đâu. Trời ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ở lại, ở lại. Anh Lan à, ở lại đi, ở lại, ở lại. Trời ơi, ở lại đi. Tôi đẹp quá. Chị đẹp ơi. Gia đình như em gái của ta mà. Vô. Đừng. Sao mà chị khổ dữ vậy chị đẹp? Thắm ơi. Dạ. Dọn phòng cho chị đi con, dọn phòng cho chị. Dọn phòng cho chị. Dạ, rồi, chị để uống sắc. Gì? Lên đi, lát anh. Lên phòng. Em ở chung phòng với anh Lan luôn hay sao? Lên, sắp xếp phòng. Chung phòng với anh Lan luôn nha. Lên. Chị vô, sắp xếp phòng cho. Vô. Út ơi, Lâm ơi, Út. Trời ơi, mọi người ơi. Mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu mọi người ơi. Thưa quý vị thân mến, đây là phần cuối cùng hình phạt của chương trình 7 nụ cười. Chúng ta có 3 vị trí hình phạt, bị phạt và vị trí, xin mời. Đây là hên xui bị đuổi, trúng đầu lãnh đó. Ai về nhà nấy. Tôi qua với Thúy Ngân. Em qua với anh Vinh. Ôi, lần tay ơi. Rồi, né cho tôi chạy một vòng nào. 3, 2, 1, go. Nó đổ quậy nổi lên vậy. Ủa, sao chóng mặt. Chúng chờ xem, hãy cùng chờ xem. Rồi, lãnh hưởng đi, lãnh hưởng. Mà anh đã chọn Vinh về tay tôi. Nhẹ nhàng em trai. Rất nhẹ luôn. Chúc mừng. Ôi, hôm nay đang nói với em à. Thương quá trời. Đây, nhẹ nhàng luôn. Nghiệp là của ai? Thì em cũng nhẹ thôi. Em muốn phần này hãy quay Ngọc ra chính diện. Chẳng lẽ hai người nhẹ mà. Chả lẽ hai người. Hai người nhẹ mà chẳng lẽ em. Chẳng lẽ em. Nước chấm rồi, giờ chẳng lẽ là số em không đóng vai thiện được. Bịt mũi lại, bịt mũi lại. Phải làm việc ác. Trời ơi. Hên quá. Tội nghiệp nhỏ em tôi, trời ơi là trời. Thưa quý vị thân mến, như vậy là buổi tối ngày hôm nay đội chiến thắng là đội nước mắm gừng, còn đội thua cuộc đội muối tiêu chanh. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi từ đầu tới giờ. Và chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Xin chào, hẹn tuần sau.